mua rồi, khách mua à? Mua. Chắc là vẫn khách đấy, mình khi vẫn khách đấy. Thì có mấy ông mà mua, mình đã đi cà phê đó. Mua chơi cái gì? Biết được chơi ông mở cái nó lắc không? Hai một hai năm gì ông cũng chán rồi.